Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu tại các đơn vị đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm để đánh giá thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đoàn Thanh niên Hải Đông phối hợp với đồn biên phòng Văn Lý tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển. Xã Hải Phương bàn giao và đi vào sử dụng dụng cụ rèn luyện thể dục thể thao tại sân thể thao trung tâm xã. Và một số tin đáng chú ý khác, phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở Hải Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 7, vừa qua các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu tại đơn vị đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi tại một số điểm. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thông báo tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội nổi bật của huyện 6 tháng đầu năm. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2018. Thông báo trả lời của các cơ quan chức năng về các ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ họp tiếp xúc cuối năm 2017. Tại hội nghị, các cử tri trong huyện cũng đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện trong 6 tháng đầu năm và báo cáo nhanh kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở đơn vị mình. Tại các hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để cử tri tại 9 tổ bầu cử trong huyện tham gia ý kiến kiến nghị. Trong đó, các ý kiến phản ánh tập trung vào một số vấn đề như việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, nhất là các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, quan tâm giải quyết chế độ chính sách, hồ sơ tồn đọng cho người có công, tăng mức đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, nâng cấp lưới điện cho nhân dân trên địa bàn. Cử tri băn khoăn về việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở sau khi sáp nhập các xóm tổ dân phố, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng trạm bơm cho xã thị trấn để địa phương chủ động hơn trong phục vụ sản xuất, các vấn đề về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Sau khi nghe các ý kiến phản ánh của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và hứa sẽ phản ánh kịp thời đến các ngành chức năng và tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Ma Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 6 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ huyện đã căn cứ tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tới các cấp hội tập trung triển khai thực hiện. Kết quả đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018, tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ lần thứ nhất năm 2018 và hội thi phụ nữ Hải Hậu chung tay bảo vệ môi trường, phát động các phong trào thi đua trong các cấp hội gắn với triển khai chi hội 503 sạch xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân và quỹ vì phụ nữ nghèo, thành lập mới 74 nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình và tuyên truyền vận động hội viên cùng gia đình mua trên 11.500 thẻ bảo hiểm y tế, trồng mới trên 69 km đường hoa, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tăng trên 18 tỷ đồng. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp hội phụ nữ huyện đã thực hiện đạt hiệu quả 100% cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tự giác xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, thiết thực để rèn luyện, phấn đấu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá bình xét phân loại cán bộ công chức và đảng viên hàng năm. Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của các cấp,
đã có một hội viên phụ nữ tiêu biểu người Công giáo được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, một đồng chí chủ tịch hội phụ nữ cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy biểu dương ghi nhận những kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh yêu cầu các cấp hội phụ nữ trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tôn giáo, giữ bình ổn xã hội, tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến chị em, quan tâm đến luật bình đẳng giới, chống bạo hành xâm hại phụ nữ và trẻ em, tiếp tục tham gia chi hội 503 sạch xây dựng nông thôn mới, phối hợp phát huy nội lực làm tốt các phong trào, nhận ủy thác và quản lý các nguồn vốn phát huy hiệu quả, triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cùng với nhiệm vụ của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tập trung vào các nhiệm vụ. Sau khi thẩm định đường hoa kiểu mẫu, các đơn vị không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục duy trì và làm tốt hơn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất và khu dân cư, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, rèn luyện đạo đức và xây dựng phong cách, nêu cao vai trò người đứng đầu của tổ chức hội, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tìm xây dựng các phong trào mang tính mới lạ, thiết thực tại cơ sở, nâng lên tầm cao mới, tạo ra lòng tin, khối đại đoàn kết trong toàn huyện, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân xã Hải Phong đã tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 29 tháng 6, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân xã Hải Phong khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bà Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lại Văn Hà, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về dự và chỉ đạo kỳ họp. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, diện tích trồng lúa 352 ha, năng suất lúa xuân đạt 74 tạ trên 1 ha, sản lượng lương thực đạt trên 26.000 tấn, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,78%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 85%. Đặc biệt, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân xã được thực hiện theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với Ủy ban Nhân dân về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp cuối năm 2017 tới nay. Nhìn chung, các kiến nghị đã cơ bản được giải quyết hết, như đã đổi được trên 1.000 m2 để mở rộng khu nghĩa địa xóm 2, sửa chữa lò đốt rác để vận hành trở lại bình thường. Một số ý kiến đề nghị đổ bê tông một số tuyến đường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ cân đối ngân sách để làm trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận chất vấn, trả lời chất vấn các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung về sản xuất, giao thông thủy lợi, các chính sách và hỗ trợ kinh phí trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Với tinh thần tập trung dân chủ, các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã nhất trí thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân xã Hải Phong khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng trong buổi sáng ngày 30 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Hải Đông phối hợp với đồn biên phòng Văn Lý tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển. Trong ngày phát động, có hơn 200 đoàn viên thanh niên tham gia đến từ các đơn vị cùng các chiến sĩ đồn biên phòng 92 sôi nổi, hào hứng và tích cực tham gia đóng góp phần nhỏ bé của mình để giữ gìn vệ sinh môi trường biển, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân ý thức tham gia bảo vệ môi trường. Hơn 3 km rác thải quanh đê biển và bãi biển đã được thu gom xử lý đúng nơi quy định. Được biết, mỗi năm, Đoàn Thanh niên xã Hải Đông tổ chức 2 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, đặc biệt vào dịp nghỉ hè của các em học sinh. Cùng các hoạt động thiết thực được tổ chức nhiều năm nay như trồng phi lao chắn sóng, thu gom rác thải, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt là từ năm 2016, chính thức đưa phong trào hoạt động này vào thường niên. Bên cạnh việc thu gom rác thải ngoài biển, các đoàn viên thanh niên còn tình nguyện tham gia làm cỏ, thu gom rác, khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông của xã, bảo vệ dòng sông quê hương. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Việc làm nhỏ của các bạn trẻ hôm nay là lợi ích lớn của tương lai, rất cần được nhân rộng.
Tại buổi lễ đã ra mắt đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường của xã Hải Đông. Mong rằng mọi người hãy cùng tự ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, góp sức trẻ vì môi trường nông thôn mới, xanh sạch đẹp để phát triển bền vững. Vừa qua, xã Hải Phương tổ chức bàn giao và đi vào sử dụng dụng cụ rèn luyện thể dục thể thao tại sân thể thao trung tâm xã. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hải Phương trân trọng cảm ơn tình cảm con em xã Hải Phương đang công tác học tập tại Hà Nội đã luôn hướng về quê hương, tặng bà con những thiết bị tập thể thao thiết thực. Những máy tập giúp mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng dễ dàng, khoa học, an toàn và hiệu quả. Người cao tuổi, thanh thiếu niên, không kể nam nữ đều có thể thoải mái tập trên các thiết bị tập được lắp đặt như đạp xe, lắc hông, lắc eo, xà đơn. Việc đầu tư 8 thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe trong nhân dân trên địa bàn xã được đầu tư với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Việc trao tặng thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo điều kiện để mọi người được luyện tập thể dục mỗi ngày. Đây là những dụng cụ thể thao đơn giản, chắc chắn, an toàn, dễ tập đối với mọi lứa tuổi, không hạn chế thời gian tập, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Được thành lập từ năm 2010, từ chỗ tập các bài tập đơn giản do nhu cầu phát triển, câu lạc bộ đã chủ động tìm kiếm huấn luyện viên và hỗ trợ các bài tập nâng cao. Vượt lên trên tất cả những khó khăn thiếu thốn của ngày đầu mới thành lập, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh của xã đã kiên trì vận động tập hợp hội viên giải thích những lợi ích của việc tham gia thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe bản thân. Đến nay, câu lạc bộ dưỡng sinh văn hóa xã Hải Phú có 350 hội viên tham gia tập luyện. Hiện câu lạc bộ đã được nhân rộng ra ở 14 trên 17 chi hội. Sau những bài tập dưỡng sinh, các thành viên lại ngồi với nhau trao đổi về xây dựng thôn xóm, nông thôn mới, động viên giáo dục con cháu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các chi hội thể dục dưỡng sinh từ chỗ chỉ là nơi tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe cho các hội viên người cao tuổi, nay đã trở thành sân chơi bổ ích đối với người cao tuổi trong xã. Vào các ngày lễ Tết, các ngày kỷ niệm lớn như Ngày hội văn hóa thể thao truyền thống của xã dịp 19 tháng 8, Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tổ chức tại huyện, Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam mùng 10 tháng 5, Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, câu lạc bộ đều tham gia đồng diễn chào mừng. Ngoài ra, hàng năm, câu lạc bộ dưỡng sinh của xã tổ chức cho các hội viên đi giao lưu với các câu lạc bộ dưỡng sinh trong và ngoài huyện. Tiêu biểu trong phong trào là các câu lạc bộ 2, 4, 9, 10, 13. Bên cạnh đó, các hội viên của câu lạc bộ còn tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên những hội viên lúc ốm đau, khó khăn trong cuộc sống, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ. 8 năm hình thành và phát triển, câu lạc bộ dưỡng sinh của Hội người cao tuổi xã Hải Phú đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho người cao tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hướng đi đúng, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, đến nay, xã Hải Đông đã có 100% xóm đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở Hải Đông. Là xã ven biển, diện tích tự nhiên trên 940 ha, bờ biển dài 5,3 km, diện tích nông nghiệp là gần 600 ha, dân số 9.300 người. Phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân huyện ban hành bộ tiêu chí xóm tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020, xã Hải Đông đã tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền vận động người dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển là có hạ tầng nông thôn kiên cố, đồng bộ kết nối, có cảnh quan nông thôn xanh mát sạch sẽ, có nếp sống văn hóa đẹp tiến bộ. Trong 10 năm, Hải Đông đã có bước phát triển mạnh mẽ,
các công trình phúc lợi, kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ cho sản xuất và dân sinh được đầu tư đồng bộ, kết nối với 9,6 km đường trục xã, 30 km đường xóm, 25,5 km đường nội đồng, tổng giá trị 44,5 tỷ đồng. Đầu tư nâng cấp các trường học, trạm y tế, các công trình khác, tổng giá trị đầu tư trên 46 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm xây dựng phong trào nông thôn mới bền vững và phát triển, cán bộ và nhân dân trong xã đã đồng thuận góp của góp công làm đường điện chiếu sáng chiều dài 28 km, trồng và chăm sóc 17,6 km đường hoa, kè 2,8 km hệ thống cầu cống, kênh mương cấp 2, cấp 3. Là vùng đất có nhiều thùng đào, ao đấu lại gần biển, cán bộ và nhân dân trong xã đã cùng nhau biến bất lợi thành lợi thế. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hải Đông xây dựng cơ chế tạo động lực cho bà con mở rộng sản xuất, chỉnh trang kết cấu hạ tầng thôn xóm sáng, xanh, sạch đẹp. Xã đã quy hoạch 8 vùng sản xuất như vùng lúa chất lượng cao, trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản. Từ đó, bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác. Hiện tại, vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, trang trại tổng hợp của xã là 105 ha. Nhân dân đã trực tiếp đầu tư với số tiền 63 tỷ đồng. Giá trị thu nhập đạt 130 triệu đồng một hecta. Sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt bình quân 1.780 tấn một năm, giá trị 113 tỷ đồng, là một trong ba xã của huyện có điều kiện thích hợp với nuôi tôm. Đến nay, Hải Đông đã chuyển sang nuôi tôm công nghiệp 36 hecta, mỗi năm thu nhập hơn 36 tỷ đồng. Có 22 hecta ngoài đê nuôi vạng giống, mỗi năm cũng thu 22 tỷ đồng. Cơ sở nuôi tôm của gia đình anh Nguyễn Văn Cường, xóm Hợp Thành, xã Hải Đông đã hình thành và ổn định hơn chục năm nay, nhưng gần đây mới ăn nên làm ra. Anh đã trúng thầu 1,2 hectare đất làm muối năng suất thấp để thực hiện cải tạo thành các ao đầm. Sau này anh làm thêm 32 bể nuôi tôm theo hướng công nghiệp, mỗi bể diện tích 25 m². Sau 3 tháng nuôi có thể đạt 130 kg tôm, với tổng kinh phí đầu tư gần 5,6 tỷ đồng. Mỗi năm, anh Cường thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Đông, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Hải Đông có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 40 triệu đồng. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%. Tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên trên 90%. Môi trường nông thôn đảm bảo, dòng sông, kênh mương được khoán quản theo nhóm hộ, thường xuyên giải tỏa vệ sinh theo quy định. 100% xóm đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó chuyển đổi sản xuất để xây dựng cái cánh đồng liên kết, để xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Hiện nay Hải Đông có trên 100 hectare nuôi trồng thủy sản, mang lại giá trị kinh tế cao. Các cái ngành nghề nông thôn phát triển để nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là đối với cái xây dựng cái nếp sống văn hóa, rồi là cái thuần phong mỹ tục của nông thôn. Vấn đề thứ ba là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục là củng cố cơ sở hạ tầng quốc nội nông thôn, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống xử lý rác thải, đường điện, đường hoa, sau nâng cao chất lượng các cái tiêu chí đã đạt được. Trong những năm tới thì sẽ phấn đấu đạt xã nông thôn mới về phát triển. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Đông nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Hải Đông. Trọng tâm là xây dựng xã nông thôn mới bền vững và phát triển, song hành cùng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng Hải Đông phát triển toàn diện, trở thành một vùng quê đáng sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.